Xin sư giải thích thêm cho con được rõ về hành ngũ ngồi. Có phải những vị ngũ ngồi là những vị đại trí đã đắc thiền hay không? Thưa quý vị đó, đầu tiên là cái hạnh ngũ ngồi tức là gì? Tức là một vị tỳ kheo nguyện là bây giờ tôi sẽ ngăn oai nghi nằm. Từ giờ trở đi đó, tôi không có nằm nữa, tôi chỉ ngồi thôi. Ghế ngủ cũng ngủ ngồi. Có thể đứng, có thể đi, nhưng mà không được nằm. Cái hạnh mà giữ cái oai nghi ngồi đó, giữ oai nghi không có nằm á, nó là một trong 13 pháp đầu đà. Tức là một cái vị mà thực hành cái hạnh thiểu dục chi túc á, thì khi mà thực hành một cách rốt ráo, vị ấy sẽ thực hành 13 pháp này, trong đó có pháp là ngăn oai nghi nằm. Nó có 3 bậc. Bậc thượng á là vị ấy thuần túy là vị ấy ngồi và vị ấy không dựa vào bất kỳ một chỗ nào hết, tức là ngồi không có dựa. Bậc trung á là vị ấy ngồi được quyền dựa nhưng mà không có chỗ gác chân, không có chỗ gác tay đấy. Còn bậc hạ đó là vị ấy có thể ngồi dựa, có chỗ gác chân, cũng có chỗ gác tay. Nó chia ra làm 3 bậc. Thì tên như cũng như ý nghĩa, tức là vị ấy ngăn oai nghi nằm, có nghĩa là từ đó trở đi là vị ấy cho đến khi vị ấy xả bỏ, không có thọ, không có thực hành nữa, thì vị ấy không có nằm. Cái lợi ích đó là giúp cho vị ấy có được sự tỉnh táo, có được sự tỉnh táo và thực hành được cái hạnh thiểu dục chi túc, có được sự hỗ trợ rất là lớn trong cái việc tu hành, đưa đến cái đạo quả giải thoát giác ngộ đấy. Và đương nhiên là nó cũng sẽ làm gương cho hậu thế. Còn những cái việc thực hành cái hạnh này đó, sư khẳng định không phải là nói, sư phải nói cái kiểu gì tiếng gì đấy, tức là không thể quy chụp, không phải quy chụp, tức là không thể nào mình nói là những vị ngủ ngồi là những vị đại trí hay đã đắc thiền. Không phải, có những vị tỳ kheo á, vị ấy chưa có chứng thiền gì hết và vị ấy cũng không phải là bậc đại trí, nhưng mà vị ấy vẫn có thể thực hành cái hạnh ngủ ngồi, tức là ngăn oai nghi nằm. Dù là một vị tu sĩ bình thường, không có sở chứng sở đắc gì hết, vị ấy vẫn có thể thực hành cái hạnh này, chứ không phải là phải đòi là cái vị mà chứng thiền. Hoặc là quý vị nói là trời ơi, toàn bộ những vị ngủ ngồi là đều là những vị chứng thiền không thôi là chết, kẹt cho các vị đó. Quý vị nói kiểu đó là các vị đó sẽ không dám thực hành cái hạnh ngủ ngồi. Bởi vì khi mà quý vị có cái quan điểm như vậy đó, tức là những vị mà ngăn oai nghi nằm là toàn là những vị là đại trí hay là chứng thiền không thôi, thì các vị ấy sẽ không dám làm. Bởi vì nếu như các vị ấy làm á, thì vị ấy sẽ phạm vào một cái giới rất là nghiêm trọng. Đó là nói dốc cái pháp thượng nhân. Tức là sao? Khi mà người ta quan niệm là cái người mà ngăn oai nghi nằm là thánh á, tức là chứng thiền á, mà mình đi vào mình thực hành cái hạnh đó là phạm giới. Cho nên quý vị cẩn thận nhé, cẩn thận. Đấy. Thành ra là có những vị đó, vị ấy thực hành mà vị ấy giấu. Tức là sao? Có vị tỳ kheo khi mà ở chung với nhau, nhưng mà vị ấy không muốn cho các bạn đồng tu biết là mình thực hành cái hạnh là ngăn oai nghi nằm. Nhưng mà tối thì ở trong rừng á, thì nó không có đèn đuốc gì hết, bình thường cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà khi một hôm ấy trời sấm sét thì cái tia sáng nó lóe lên, cái người bạn đồng tu thấy cái vị này vẫn còn ngồi, mới hỏi là ủa đại đức thực hành cái hạnh đầu đà ngăn oai nghi nằm hả, phải hay không?
Thì vị này vì không muốn người khác biết cho nên là vị này nằm xuống. Thành ra đó quý vị cẩn thận ha, cái kiểu mà mình khẳng định là những vị ngủ ngồi là những vị đại trí hay chứng thiền, nó kẹt lắm, nó kẹt lắm. Quý vị nói kiểu đó là các vị tu sĩ, là các vị không có dám làm, không có dám thực hành đấy.